Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha, song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách. Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành, còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo. Kẻ canh giữ miệng mình giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại. Lòng kẻ biếng nhác mong ước mà chẳng có chi hết, còn lòng người siêng năng sẽ được no nê. Người công bình ghét lời dối trá, song kẻ hung ác đáng gớm ghê và bị hổ thẹn. Sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng, nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội. Có kẻ làm bộ giàu mà chẳng có gì hết, cũng có người làm bộ nghèo lại có của cải nhiều. Giá chuộc mạng sống loài người, ấy là của cải mình, còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa. Sự sáng của kẻ lành soi rạng người, nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi. Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều cãi lộn, còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy. Hoảnh tài ắt phải hao bớt, còn ai lấy tay thâu gót sẽ được thêm của nhiều lên. Sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn, nhưng khi sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống. Kẻ nào khinh lời dạy ắt bị hư bại, còn ai kính sợ giới mạng nấy được ban thưởng. Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết. Sự thông sáng thật được ân điển, song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết, nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình. Sứ giả gian ác sa vào tai họa, còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay. Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng. Sự ước ao mà được thành lấy làm êm dịu cho linh hồn, còn lìa bỏ điều dữ quả là sự gớm ghiếc cho kẻ ngu muội. Ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Tai họa đuổi theo kẻ có tội, còn phước lành là phần thưởng của người công bình. Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình, song của cải kẻ có tội dành cho người công bình. Chỗ người nghèo khai phá sinh nhiều lương thực, nhưng có kẻ bị tiêu mất tại vì thiếu sự công bình. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó. Người công bình ăn cho phỉ dạ mình, còn bụng kẻ ác bị đói. Chương 14. Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. Ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va, còn ai ăn ở tà vại khinh bỉ Ngài. Trong miệng kẻ ngu dại có cây roi đánh phạt sự kiêu ngạo nó, song môi người khôn ngoan giữ lấy người. Đâu không có bò, đó máng cỏ trống không, nhưng nhiều hoa lợi do nơi sức bò đực mà ra. Người chứng trung thành không hề nói dối, còn kẻ làm chứng gian buông lời dối trá. Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan mà không gặp, song sự trí thức lấy làm dễ cho người thông sáng. Hãy gian xa khỏi mặt kẻ ngu muội, con sẽ chẳng tìm được môi khôn ngoan nơi nó. Sự trí huệ của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối mình, nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt. Kẻ ngu dại bị bán tội lỗi, nhưng người ngay thẳng
có được ơn của Đức Chúa Trời. Lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng, một người ngoại không chia vui với nó được. Nhà kẻ gian ác sẽ bị đánh đổ, song trại người ngay thẳng sẽ được hưng thịnh. Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Dầu trong lúc cười cợt, lòng vẫn buồn thảm, và cuối cùng sự vui ấy là điều sầu não. Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình, còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện. Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời, nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình. Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác, song kẻ ngu muội ở sất sược và có lòng cậy mình. Người nóng nảy làm điên làm dại, và kẻ toan mưu ác bị ghét. Kẻ ngu muội được sự điên dại làm cơ nghiệp, song người khôn ngoan được đội mão triều thiên bằng tri thức. Người ác phục trước mặt người thiện, và kẻ dữ cúi lại ở ngoài cửa người công bình. Người nghèo khó dầu láng giềng cũng ghét bỏ, nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thay. Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội, còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay. Kẻ toan mưu ác há chẳng lầm lạc sao, còn nhân từ và chân thật thuộc về người toan mưu thiện. Trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn. Giàu có là mão triều thiên cho người khôn ngoan, còn điên cuồng của kẻ ngây dại chỉ là điên cuồng. Kẻ làm chứng chân thật giải cứu linh hồn người ta, song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc, và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết. Dân sự đông đảo ấy là sự vinh hiển của vua, còn dân sự ít ấy khiến cho quan tướng bị bại. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt. Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục đấng tạo hóa mình, còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài. Kẻ ác bị đánh đổ trong sự gian ác mình, nhưng kẻ công bình vẫn có nơi nương cậy dầu trong khi chết. Sự khôn ngoan ở tại lòng người thông sáng, còn điều ở trong lòng kẻ ngu muội được lộ ra. Sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc. Vua làm ơn cho tôi tớ nào ăn ở khôn sáng, nhưng cơn thạnh nộ vua nổi nghịch cùng kẻ gây sự hổ thẹn. Chương 15. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thạnh nộ thêm. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải, nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình, còn ai giữ theo lời quở trách trở nên khôn khéo. Trong nhà người công bình có nhiều vật quý, song trong huê lợi kẻ gian ác có điều rối loạn. Môi người khôn ngoan rải sự tri thức ra, nhưng lòng kẻ ngu muội chẳng làm như vậy. Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài. Đường lối kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va,
nhưng Ngài thương mến người nào theo sự công bình. Sự hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ chánh lộ và kẻ ghét lời quở trách sẽ chết mất. Âm phủ và chốn trầm luân còn ở trước mặt Đức Giê-hô-va thay, phương chi lòng của con cái loài người. Kẻ nhạo báng không ưa người ta quở trách mình, hắn không muốn đến cùng người khôn ngoan. Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã, trí bèn bị nao sờn. Lòng người thông sáng tìm kiếm sự tri thức, còn miệng kẻ ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng. Các ngày kẻ bị hoạn nạn đều là gian hiểm, song lòng vui mừng giữ yến tiệc luôn luôn. Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Người hay giận gây điều đánh lộn, nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi. Đường kẻ biến nhát như một hàng rào gai, còn nẻo người ngay thẳng được băng bằng. Con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó, còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình. Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui, song người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi. Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế, nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành. Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp. Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài làm vững chắc các mộc giới của kẻ quá bụa. Các mưu ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song lời thanh sạch đẹp lòng Ngài. Người tham lợi làm rối loạn nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống. Lòng người công bình, suy nghĩ lời phải đáp, nhưng miệng kẻ ác buông ra điều dữ. Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình. Sự sáng con mắt khiến lòng vui vẻ, và một tin lành làm cho xương cốt được béo tốt. Kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan, và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. Thi Thiên 26. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va không siêu tó. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi, vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi. Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa, tôi không ngồi chung cùng người dối trá, cũng chẳng đi với kẻ giả hình. Tôi ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài, hầu cho nức tiếng tạ ơn và thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài. Cầu Chúa chớ cất linh hồn tôi chung với tội nhân, cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết. Trong tay chúng nó có gian ác, tay hữu họ đầy dẫy hối lộ. Còn tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm. Xin hãy chuộc tôi và thương xót tôi. Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng. Chương 6. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng:
bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc, thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bô-cô-rơ, Nicanor, Timôn, Ba-mê-na và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giuđa và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Ê-tiên được đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở Cyrene, người quê ở Alexander, cùng người Giuđa ở xứ Cilici và xứ Asi nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Bèn xúi xỉm mấy người đặng nói rằng: chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúng xúi dân sự, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và điệu đến trước tòa công luận. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối nói rằng: người này hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chính chúng ta đã nghe người nói rằng: Giê-xu ở Nazareth này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bây giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Chương 7. Thầy cả thượng phẩm bèn hỏi Ê-tiên rằng: có phải thật như vậy chăng? Ê-tiên trả lời rằng: hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotami, chưa đến ở tại Charan, mà phán rằng: hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bây giờ người ra khỏi xứ Canđê rồi đến thành Charan. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đang ở. Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ này, dầu một thẻo đất lọt bằng chân cũng không. Nhưng Ngài hứa ban xứ này làm kỷ vật cho người và dòng dõi người nữa, dẫu bây giờ người chưa có con cái mặc lòng. Đức Chúa Trời phán như vậy: dòng dõi ngươi sẽ ở ngụ nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi và hà hiếp trong 400 năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng: nhưng ta sẽ đoán xét dân đã bắt chúng nó làm tôi. Kế đó, chúng nó sẽ ra khỏi và thờ phượng ta trong nơi này. Đoạn Đức Chúa Trời ban cho người sự giao ước về phép cắt bì. Ấy vậy, khi Abraham đã sanh một con trai là Isaac thì làm phép cắt bì cho trong ngày thứ 8. Isaac làm phép cắt bì cho Jacob và Jacob làm phép ấy cho 12 tổ phụ. 12 tổ phụ ghen ghét Joseph nên bán qua xứ Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người. Ngài giải cứu người khỏi cảnh khó khăn và cho đầy ơn và trí trước mặt Pharaoh vua Ai Cập. Vua ấy lập người làm tể tướng cai quản xứ Ai Cập và cả nhà vua nữa. Bây giờ xảy có cơn đói kém trong cả xứ Ai Cập và xứ Canaan, sự túng ngặt lớn lắm, tổ phụ chúng ta chẳng tìm được đồ ăn. Jacob nghe bên Ai Cập có lúa mì thì sai tổ phụ ta qua đó lần thứ nhất. Đến lần thứ hai, anh em Joseph nhận biết người và Pharaoh mới biết dòng họ người. Joseph bèn sai rước Jacob là cha mình và cả nhà, cộng là 75 người. Vậy Jacob xuống xứ Ai Cập rồi chết tại đó, và tổ phụ chúng ta cũng vậy. Sau được đem về Sichem chôn nơi mộ mà Abraham đã lấy bạc mua của con cháu Hemo quê ở Sichem. Nhưng gần đến kỳ phải ứng nghiệm lời hứa Đức Chúa Trời đã thề với Abraham,
dân cứ sinh sản và thêm nhiều lên trong xứ Ai Cập, cho đến khi trong xứ đó có một vua khác dấy lên chẳng nhìn biết Joseph. Vua này dùng mưu hại dòng giống và hà hiếp tổ phụ chúng ta, ép phải bỏ con mới sanh hầu cho sống chẳng được. Trong lúc đó, Môi-se sinh ra, người sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ thì con cái Pharaoh vớt lấy, nuôi làm con mình. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng. Nhưng lúc người được đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến muốn đi thăm anh em mình là con cái Israel. Môi-se thấy có người hà hiếp một người trong đám họ, nên binh vực kẻ bị hà hiếp và đánh người Ai Cập để báo thù cho. Người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ chẳng hiểu. Đến ngày sau, chúng đang đánh lộn với nhau thì người đến gần mà giải hòa rằng: "Hỡi các ngươi, đã là anh em sao lại làm hại nhau vậy?" Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi-se ra mà rằng: "Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan xử đoán chúng ta? Há ngươi muốn giết ta như hôm qua đã giết người Ai Cập sao?" Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi ở trong xứ Madian. Nơi đó người sanh được 2 con trai. Cách 40 năm, một thiên sứ hiện ra cùng người tại đồng vắng núi Sinai, trong ngọn lửa nơi bụi gai đương cháy. Môi-se thấy vậy lấy làm lạ về sự hiện ra đó, đang áp lại để xem cho gần hơn thì nghe tiếng Chúa phán rằng: "Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob." Môi-se run sợ chẳng dám nhìn xem. Chúa bèn phán rằng: "Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì chỗ mà ngươi đứng đó là một nơi đất thánh. Ta đã đoái xem và thấy cảnh khó khăn của dân ta trong xứ Ai Cập. Ta đã nghe tiếng than thở của chúng nó và xuống đặng giải cứu. Bây giờ hãy đến, đặng ta sai ngươi qua xứ Ai Cập." Môi-se này là người họ đã bỏ ra và rằng: "Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan đoán xét chúng ta?" Ấy là người mà Đức Chúa Trời đã sai làm quan cai trị và đấng giải cứu, cậy tay một thiên sứ để hiện ra với người trong bụi gai. Ấy là người đã đem họ ra khỏi, làm những dấu kỳ phép lạ trong xứ Ai Cập, trên biển đỏ và nơi đồng vắng trong 40 năm. Ấy là Môi-se này đã nói cùng con cái Israel rằng: "Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong hàng anh em các ngươi một đấng tiên tri giống như ta." Ấy là người trong dân hội tại nơi đồng vắng đã ở với thiên sứ, là đấng phán cùng người trên núi Sinai và với tổ phụ chúng ta. Người lại nhận lấy những lời sự sống đặng trao lại cho các ngươi. Ấy là người mà tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời, đã bỏ người đặng nghiêng lòng về xứ Ai Cập và nói với A-rôn rằng: "Hãy làm các thần đi trước chúng ta, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập, chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi." Trong những ngày đó, họ đúc một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng và vui mừng về việc tay mình làm nên. Đức Chúa Trời bèn lìa bỏ họ, phú họ thờ lại cơ binh trên trời, như có chép trong sách các đấng tiên tri rằng: "Hỡi nhà Israel, vậy có phải các ngươi từng dâng con sinh và của lễ cho ta trong 40 năm ở nơi đồng vắng, khi các ngươi khiêng nhà trại của Moloch và ngôi sao của thần Ramphan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ lại chăng? Ta cũng sẽ đày các ngươi qua bên kia Babylon. Đền tạm chứng cớ vốn ở giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng, như Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se phải làm y theo kiểu mẫu người đã thấy. Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy đền tạm ấy, rồi đồng đi với Giô-suê đem vào xứ họ đã chiếm lấy của các dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt họ. Đền tạm cứ ở đó cho đến đời vua David, là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và xin ban một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Kế đó, vua Sa-lô-môn cất cho Chúa một cái nhà. Nhưng đấng rất cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói: "Chúa phán trời là ngai ta, đất là bệ chân ta, nào có nhà nào các ngươi cất cho ta, có nơi nào cho ta yên nghỉ chăng? Há chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi vật này chăng? Ở những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thế nào,
thì các ngươi cũng thế ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình. Và hiện bây giờ, chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Thì người nói rằng, kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và có người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sao-lơ. Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.